Vì sao phim TVB ngày càng rớt giá, dàn diễn viên trẻ kém xa tiền bối, thích làm phim ăn mày quá khứ? Vài năm gần đây, có không ít mọt phim bày tỏ tiếc nuối vì sự xuống dốc của phim TVB. Nhiều người thừa nhận dù đã rất cố gắng để ủng hộ nhà đài nhưng họ không thể kiên nhẫn theo dõi đến tập cuối. Vậy vì sao dòng phim xứ Cảng từng được yêu thích một thời nay lại không được lòng khán giả? Ngoài vấn đề về dàn diễn viên trẻ diễn xuất thiếu thuyết phục thì còn nguyên nhân nào nữa không? Mọi người hãy cùng tìm hiểu thêm nhé! Hình tượng nhân vật thiếu thu hút. Những bộ phim TVB bây giờ khiến khán giả thất vọng vì hình tượng nhân vật trong phim được xây dựng thiếu cuốn hút. Điều này có thể thấy rõ ràng với những vai nữ trên màn ảnh. Trong thời kỳ hoàng kim của mái nhà Trung, ngoài dàn nam thông minh tài trí thì những nữ cường nhân mạnh mẽ, tài năng cũng là điểm nhấn lớn nhất. Thở ấy, khi xem phim, hội chị em ai mà không mơ ước được trở thành nữ cảnh sát dũng cảm như Trần Tam Nguyên, Đằng Lệ Minh trong Lực Lượng Phản Ứng, nữ pháp y bình tĩnh, điềm đạm như Nhiếp Bảo Ngôn, Trần Tuệ San của Truy Tìm Bằng Chứng, nữ luật sư chuyên nghiệp như Đinh Nhu, Trần Tú Văn ở Hồ Sơ Công Lý Cơ Chứ. Đặc biệt là trong khoảng thời gian đầu thế kỷ 21, khi vấn đề nữ quyền đang ngày càng được công chúng quan tâm thì TVB đã kịp thời bắt sóng và đưa hình tượng những người phụ nữ độc lập, giỏi giang lên màn ảnh. Đây cũng là một trong những lý do khiến phim TVB được công chúng hết mực yêu mến. Nice. Thế nhưng, chuyển hướng sang phim TVB hiện nay như Lực Lượng Phản Ứng 5 chẳng hạn, khán giả thấy thất vọng với hình tượng nữ chính được biên kịch xây dựng theo hướng ngôn tình hóa, chẳng còn là nữ cường mà họ tưởng tượng nữa. Đúng là khác nhau quá. Thích ăn mày quá khứ. TVB có quá nhiều bộ phim kinh điển được tạo thành series nhưng chất lượng thì ngày càng giảm sút. Tính xương xương thôi thì đến nay, Lực Lượng Phản Ứng đã có 5 phần, Bằng Chứng Thép có 5 phần, Sứ Đồ Hành Giả có 3 phần. Thế nhưng, đâu phải cứ kéo dài kinh điển là gặt hái được thành công. Nhìn vào series Bằng Chứng Thép mà xem, đây từng là bộ phim mà khán giả trinh thám yêu thích nhất trên màn ảnh TVB với những tình tiết hấp dẫn, lời thoại dễ hiểu, khiến dân ngoài nghề cũng có thể biết thêm nhiều kiến thức khi theo dõi. Thế nhưng Bằng Chứng Thép năm lại khiến khán giả thất vọng tràn trề vì những tình tiết xoay quanh việc phá án chẳng còn hấp dẫn và chặt chẽ nữa. Tình tiết phim cũng chậm chạp theo phong cách phim đại lục, chẳng còn gãy gọn như ngày xưa. Đây cũng là lý do phim chỉ đạt 5 điểm trên trang Duben. Dàn cũ già dần, măng non chưa kịp nhú. Nói tới phim TVB, chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ ngay tới những gương mặt quen thuộc như Mã Đức Chung, Mã Quốc Minh, Trần Hào, Quách Tấn An, Đường Thi Vịnh, Hồ Định Hân, Huỳnh Tông Trạch. Thế nhưng, dàn diễn viên chủ chốt có khả năng cân rating của mái nhà Trung đều đã có tuổi rồi. Dù họ vẫn giữ được gương mặt trẻ trung nhưng đôi khi vẫn bị gượng khi cưa sừng trên màn ảnh. Trong khi đó, thế hệ diễn viên trẻ thì chưa thực sự có ai nổi trội, so kè được với các đàn anh, đàn chị cả. Đối mặt với tình cảnh thiếu hụt nhân tài, TVB còn chèn ép dàn lá xanh gạo cội khiến họ phải rứt áo ra đi, còn dàn mới thì không được đào tạo chỉn chu. Tạ Đình Phong cũng từng chia sẻ phim ảnh Hồng Kông xuống dốc là vì không có công ty sẵn lòng lãng phí thời gian và tiền bạc đi bồi dưỡng cho người mới. Thực tập sinh phải rèn luyện tới 9 năm mới có thể ra mắt, trong khi chúng tôi mới học tập được 9 tháng đã phải đi kiếm tiền rồi.